các bác, đây là cái lưỡi dây chuyển giao giữa hai nhà vườn. Rất đông người đến xem đúng không ạ? Chuyển giao cái long cổ. Tất cả người trên kênh cho cả nước. Anh em cho chàng vỗ tay đi. Xin mời anh Xiển. Nhà vườn xin thánh Nguyễn Xiển. Trước khi nói đến tác phẩm này thì cảm ơn anh Dũng rất nhiều. Đã được biết là cái cây này anh Dũng chăm sóc rất nhiều lần. Xứng đáng để anh ấy cái phần thưởng ngày hôm nay. Tuy nhiên là phải cảm ơn với ban tổ chức, nhất là anh Sơn và tất cả các anh ở tỉnh Bắc Ninh đã có một cuộc triển lãm cuộc chơi này để cho anh Dũng mang đến đây, và cây này cuộc triển hôm nay là sự sở hữu và xin cảm ơn tất cả mọi người. Chào con Huân nhá. Chào cao lụa này. Tài trợ cho ban tổ chức là 5 triệu đồng. Wow, tuyệt vời. Xin cảm ơn hai chủ nhân tác phẩm Thiên Long Cổ Đại đã có một cuộc giao dịch chuyển giao tác phẩm Thiên Long Cổ Đại.